Hello, chào mừng cả nhà quay trở lại cả series game về Pokemon Go. Thì mình đây tôi chẳng cả nhà lâu rồi không làm video. Hôm nay có một cái lucky chai của bạn Dương. Đợt trước mình có làm video về Rayquaza chơi lũi thì được lucky. Thì bây giờ hai nay mới được lucky friend cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ làm video chai qua nha. Thì Dương sẽ chai với mình là bạn Rayquaza tiếp tục và mình sẽ chai qua Dương, đó là Dương chưa có Shiny của Kyogre cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ chai tiếp tục nha. Sau đó chúng ta sẽ đi cập nhật tiếp một số cái event sắp tới trong Pokemon Go. Let's go cả nhà. Thì đây hai cái tài khoản Dương đã đọc tài khoản của cho mình. Thì bây giờ anh em sẽ try nha cả nhà. Cái màn hình lớn này sẽ là tài khoản của mình cả nhà. Mình sẽ lấy Kyogre ra nha. Xây đi cả nhà. Này 2295. Rồi, let's go. Ngày 3 tháng 9 này, bạn bên này mình sẽ lấy là Rayquaza. Mình nhớ lúc trước là Dương nói mình là bạn CB 2007 cả nhà. Đây, chắc bạn này đâu đây. Bạn có sao trước rồi này. Ok, bắt bên Yara. Rồi, Gilles xin đua cả nhà. Confirm. Ok. Hay 2351 sẽ là Sindo bên này cả nhà. Oh my god, 2333 thôi. Còn bên này là 2712, 2712 là chắc không phải rồi. 93, 93 thuộc mà. Tiếp tục 93 thuộc Attacker các bạn. Ây da, bên này thì được tầm khoảng 93 luôn không? Chính xác là 93 luôn, như vậy là được 2793. Ok, nói tiếc là không được dòng đầu máy Attacker các bạn. Bên này là hai bên là thiếu 3 điểm. À, đây xem bằng đây có da cũ của mình. Nó thế nào các nhà. Đây quá giá. Này bằng là 91, tiến bộ hơn được một xíu, vẫn là thuộc cái dòng trên. Không được mã attacker nhưng mà chúng ta được CP cao cũng như là có lucky các nhà, giảm được khá là nhiều. Start ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi cập nhật sự kiện của Pokemon Go sắp tới các nhà. Rồi cảm ơn Dương rất là nhiều. Đây mình có thêm hai bạn lucky friend nữa các nhà, nhưng mà chưa thấy nhắn tin gì cả các bạn. Mình có để cái Telegram, không biết là các bạn có nhắn tin không. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cập nhật sự kiện nha. Let's go. Vô tiếp tục cập nhật sự kiện nha. Leader.com. Đầu tiên là ngày mai chúng ta sẽ có cái bạn Jason cái nhà sẽ thay thế cho Yamagenta chứ sẽ thay thế cho Jason nha. Như vậy thì những bạn chưa có Shiny thì sẽ ngày mai là ngày cuối này, đến 10 giờ sẽ là bắt đầu rồi. Đó, chúng ta có bộ ba của các cái vùng Galarian debut Shiny thì các bạn ngày này tập trung beta tính các bạn, tính ngày nha, tính ngày. Chúng ta sẽ hình xui, chúng ta sẽ bắt gặp, chúng ta sẽ bắt cái lời cái nhà. Rồi các Pokemon Sport đây. Ok, Jason, Yamagenta. Rồi chúng ta sẽ có bộ nhiệm vụ Master Ball mới, chúng ta sẽ bỏ tiền ra mua để có được bộ nhiệm vụ này. Xem xin đi, Yamagenta màu hồng, màu hương cụ thể. Tiếp theo là Mega Blaziken cái nhà. Rồi, mình trước nói rồi các bạn, chúng ta sẽ sang đá để có được Mega của Blaziken. Rồi, Second Over, 4 ngày nữa, cái nhà nhớ đi tập trung đánh Error để chúng ta kiếm Hindu cũng như là xóa chiêu Rotation để BVB nha. Ok. Và một số Pokemon debut Shadow. Đây cả nhà. Đi Shadow Pokemon. Rồi một cái Mega Red đây cả nhà của Mawu. Màu hoài hay Mawu gì đây các bạn. Rất tiếc là không phải là Metagross cả nhà, mà đó là bạn Mega Mawu. Ok. Thì ngày 12 tháng 12 chúng ta sẽ có Mega Red đây, thì Mega Red đây nó sẽ bổ nữa chúng ta thêm 5 cái free pass nữa thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 ha, 6 cái thẻ free. Chúng ta đánh Glut Shiny, cả nhà nó tăng cơ hội Shiny này. Rồi remote chúng ta sẽ dùng được 20 cái trong một ngày, ngày hôm nay luôn, ngày thứ 6 luôn. Nếu mà nạp thẻ thì vẫn như vậy thôi, chúng ta sẽ được tổng cộng là 14 cái thẻ free. Tăng cơ hội XL Candy cũng như là nhân 50% XP cũng như là hạ nhân hạ status khi mà rank 3 đô. Ok. Shiny vẫn là màu hương. Màu này màu mắm rút cả nhà, màu mắm rút nha. Ok, Origin Form của Giratina cả nhà. Đây bạn này BVB, hy vọng là sẽ có CB BVB cho các bạn đánh luôn.
Tiếp theo là cái event để chúng mình nói các bạn xong mà nó không, bây giờ mới nói xong luôn là sao nó không ra cái thông tin chi tiết, thì bây giờ nó đã ra rồi các bạn. Đây cái kiểu như là GoFest 2 các bạn, GoFest 2 này nó có tên là Way Area này, cái nhà này global rồi. Debut các bạn bạn này các bạn, đây electric gì đây các bạn. Rồi đầu tiên là nói về free các bạn, free nó chỉ muốn nói như thế này thôi, nó chỉ có cái Luma module nó hoạt động trong 2 giờ đấy các bạn này, 2 giờ rồi cơ hội bắt được các cái Pokemon này các bạn trong cái raid 4 sao và 5 sao. Ok, chụp hình thì sẽ bắt thêm Pokemon rồi. Khi mà mua vé các bạn chúng ta sẽ bonus rất là nhiều, giống như GoFest luôn cả nhà, tăng cơ hội shiny này, nhân 2 kẹo rồi giả 1/2 quán được hấp trứng này, tăng nhân 2 sau đó khi mà chúng ta hấp trứng này. Rồi XP khi mà bắt, nhân 2 XP khi bắt nhân 2 kẹo rồi thêm 5 thẻ free rồi 5.000 kinh nghiệm khi mà chúng ta hoàn thành cái stream. Thêm một candy XL từ 4 sao 5 sao Mega Red Ultra Beat. Ồ, có Ultra Beat nữa. Ủa, có Primal Red nữa hả? Ui, cái ngày này hơi bị hợp lý không? Hình như là có Primal Red nữa cái nhà này. Ui, 6 trò đặc biệt. Rồi, giảm starter code khi chai. Ok. Nhưng mà nó không ghi là giảm bao nhiêu. Chắc là giảm 50% rồi. Ok nha. Bạn này, bạn Tochi City cái nhà sẽ trên Dynamax các bạn. Rồi ấp trứng sẽ ra bạn này bậc 1. Chúng ta sẽ có một quả Pokemon mới, Savory Ball đúng không? Savory Ball cái nhà. Đây Savory Ball có thêm các hiệu ứng khi bắt Pokemon các bạn, nhìn gì tới ngày đó chúng ta sẽ biết rồi. Introduce my nó sẽ có tập trung chủ yếu là Pokemon điện và Pokemon hệ độc rồi thêm các cái chỉ số như là tấn công, phòng thủ, máu tăng cao lên, tăng nhiều các bạn. Như ngày này chúng ta bắt chúng ta sẽ được các cái chỉ số AV cao thì phải. Rồi thêm XL là XL, thêm nhiều Pokemon sẽ kiểu sai lớn các bạn. Và thêm cái độ khó khi mà bắt các bạn, tăng độ khó thêm thì như vậy là chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội có AV cao các bạn. Đó. Thì cái lúc này nó debut cái Savory Ball là hợp lý luôn đấy các bạn. Ok, và mua vé rồi chúng ta sẽ có mua trên cái gì đây. Rồi hiện tại thì trong cái shop ra đang bán vé rồi các bạn, nên chúng ta mua vé chúng ta sẽ bonus rất là nhiều. Shiny rồi Legend vẫn là hai bạn này cũ thôi, Dialga Origin Form cũng như là Bakia Origin Form các bạn. Rồi có học chưa được biệt luôn nha, học chưa hay chưa được biệt luôn. Những các bạn nào mà chưa có thì sẽ sang. Chúng ta được trước nó cho chọn hai cái quest, chúng ta sẽ có mỗi người sẽ có một con riêng, muốn có thì phải có chai qua để có skill được biệt các bạn. Đợt này thì các bạn chúng ta sẽ có bắt được con còn lại. Ví dụ như có Rock Time rồi thì nếu mà chưa có cái special rare này chúng ta sẽ bắt thêm một con tiếp theo để chúng ta có tổng cộng là hai con, chúng ta có hai chưa được biệt nha. Rồi chọn hai bát này các bạn, một phe độc hay là phe điện. Rồi ở trước hồi chúng ta sẽ có giờ nó sẽ spawn, hiện tại nó chưa thông báo giờ các bạn. Rồi nó sẽ ra full cái môn hệ điện, ở dưới này nó sẽ ra full cái môn hệ độc theo giờ nha. Trong này chúng ta sẽ, nếu mà có vé chúng ta sẽ bắt được Sandy dễ hơn. Marini các bạn này, sang BVB các bạn, Wuber BVB, Sakun BVB, Scorby thì sao đâu hợp lý hơn. Trên này thì có Stunfisk thôi với lại cho stick cái nhà. Hết rồi. Ok, lần cái này là các bạn thứ bảy và chủ nhật là nó ra các Pokemon bắt ba luôn, spawn luôn cả nhà. Như vậy thì sẽ khó bắt. Thì khó bắt thì nó sẽ chúng ta sẽ cần nhiều bóng như là bóng đặc biệt. Đó. Ra một số Pokemon khá là tuyệt vời như ví dụ như là Gyarados cả nhà. 400 kẻ tiến hóa ha. Đó. Rồi đây, Electivire gì đây. Đó, Dragonite đó, ra toàn Pokemon hợp lý không? Bậc 3, ngay tới ngày đó đi sang bậc 3 cũng vui. Ok. Rồi trong ngày này chúng ta sẽ tiến hóa các Pokemon ở dưới này nữa cả nhà. Tiến hóa các Pokemon như thế này để chúng ta học thêm chữ viện. Đó. Venusaur, tiến hóa thành Venusaur để học được Frenzy Flame cả nhà này.
rồi thì tiếng hóa chim bigot gì đây, tiếng hóa thành hợp chiều gớt chiều phát attack rồi Bollywood, thế mà sao được câu đơ chứ mình lại phá tát luôn chỉ đốt mà sao vừa theo. Ok nha, như vậy tôi sẽ có 4 bạn để học chiêu đặc biệt uống thêm Feraligan cái nhà này như là The Stray 5-6 bạn luôn, 6 bạn ha để học chiêu đặc biệt cái nhà nhớ từ ngày đó. Như vậy chúng ta sẽ có bao nhiêu ngày nữa? 23 tháng 11 cả nhà, cũng lâu, còn hơn tháng nữa. Còn gì nữa không ta? Chắc hết rồi cái nhà. Những cái này là rate cái nhà, rate 3 sao, rate 3 sao 4 sao, hoặc là chúng ta sang được bạn này 5 sao. Ui, chắc phải có thêm các bạn, phải có thêm nữa. Tại vì mình thấy trong này nó ghi này, thêm một cái XL khi mà chúng ta đánh rate 5 sao, mega rate, ultra big như là primal rate. Đó, thì mình nghĩ là trong cái ngày này nó nghi là nó sẽ cho primal, Groudon, primal của Kyogre cái nhà, đó. Cũng như là có thêm ultra big nữa, nó đã nháy hàng rồi các bạn. Thì mình nghĩ là trong ngày hy vọng là sẽ có thêm Primal để các bạn lấy đá ha, lấy đá để Primal cho Rodon rất là mạnh. Ok rồi các bạn, tổng hợp sự kiện của Go Wild, Go Wild với Go Wild Area, cái nhà Global với lại cái nhà có nhiều Sandu trong Pokemon Go, Hando, Shiny. Bye, hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha.